What? Cái gì đây? Sure, why not? Let's do it. Sao? À, đánh nhau à? Ui giời. Ui giời. Vớ vẩn. Thế thôi à? Ôi rồi, xin chào anh em. Bây giờ thủ tục để livestream nó mất nhiều thời gian hơn trước nhiều anh em ạ. Tại vì hai máy mà. Hôm nay tôi thử thêm cái webcam vào rồi đấy, nhưng mà cái kích thước thì nó không được như cũ nữa anh em ạ. Anh em xem nếu mà to quá hay như nào anh em bảo tôi câu. Mình kiểu bị đau bụng và bị táo bón à. Bây giờ phải đi gặp thằng Vic để nó kiểm tra giúp mình. Tủ quần áo này. Ê. What? Cái gì đây? Sure, why not? Let's do it. Sao? À, đánh nhau à? Ui giời. Vớ vẩn. Thế thôi à? Vâng, em chậm có tí thôi, anh làm gì mà anh gớm thế? À, ngồi đợi anh ấy ăn đã. Ngồi đâu anh ơi? Không hiểu thằng này nói cái gì với tôi ấy. Đưa thẻ gì không mình biết. Cái miệng của nhân vật này khi nó nói anh em là máy nó tự generate ra cái khẩu hình của nó đấy. Để nó thích hợp với tất cả các ngôn ngữ của game này. Ví dụ nó nói tiếng Anh thì mồm nó sẽ kiểu tiếng Anh, mà nó nói tiếng tàu thì mồm sẽ kiểu tiếng tàu. Hình như là cái này là cái chìa khóa xe, nó vừa đưa mình cái chìa khóa xe. Ok đi thôi. Đi từ từ thôi. Bây giờ tôi mới tập lái xe mà. Xe trò này lái nó cũng kiểu chỉ hơi rẽ mạnh cái thôi là nó bị văng đít. Bình tĩnh. Nếu có 90m phải đi xe. Sao anh? Anh làm gì anh làm đi. Em sẵn sàng ở đây. Tay mình bây giờ vẫn là tay người thường ấy chứ, đúng không? Hay là trông nó thế thôi, tí nó lại mở ra ở trong một đống máy móc. Nào, xem anh làm gì em nào. Dạ. Vâng ạ, đây ạ. Có đau không anh ơi? À ừ, có thuốc tê rồi. Thế là đây, tay mình lúc này vẫn là tay người thường anh em ạ. Bây giờ bắt đầu nó phẫu thuật này. Tôi cảm giác như là đang ở nhà sĩ vậy. Nó đang chập chọc cái gì chả thấy khác mẹ gì. Đây này, bây giờ bắt đầu nó nhét vào mắt mình này. Tối om rồi. Đồ lởm à, hàng tàu à. Bỏ mẹ rồi, nó gắn mình hàng tàu rồi. Đéo tay, đang tay người đang đẹp đẽ, bây giờ làm cho thành cái tay nhìn. Ok anh. Không, em đéo dùng cái này, em dùng katana. Anh nâng cấp cho em cái katana anh ơi. Katana cơ mà. Bây giờ nói chuyện với thanh niên Jackie rồi. Jackie trốn trong đây. Ui, gì đây? Thằng này nó bảo là nó đã nói chuyện với thằng Deck trong khi mà mình ở dưới đấy.
Bây giờ là mình phải đi gặp thằng Đếch rồi. Thằng này nó vừa nói cho mình địa điểm của cái thằng Đếch đấy ở đâu. Từ từ để tôi xoay em này xem tên gì đã. Vừa tôi không để ý tên của em này. Em này tên là... Em này tên là Misty Onzeski. Misty Onzeski chắc là một em Nga hay là mấy cái nước gần nước Nga đấy, kiểu kiểu thế. Có những cái nhiệm vụ chắc là mình phải có nhiệm vụ ui rồi. Này nó đá cho thì phải biết. Ui trên này, trên là cái gì kia? Watson Ho. Vãi đái, cái thành phố này nó trụy lạc quá. Lại cái gì đây? Sao đi đâu cũng thế này vậy? À đây, xe của mình đây. Chắc phải đi bằng ô tô rồi. Ủa? Ô? À. Đây là thằng khách của mình, nó đang ngồi đợi đây. Ai dạ, anh này có quả xe, nhìn bố đời quá. Anh này hút thuốc lá có hại cho phổi nhá. Dexter DeShaw. Bằng xương bằng thịt ư? Nào đi thôi. Bây giờ cậu muốn đi gặp, tất nhiên là gặp Parker rồi. Không đi gặp gái, tự nhiên đi gặp mấy cái thằng một mắt. Điên à? Có phải tôi bị cảnh sát nó theo đuôi không vậy? Đây quán bar đây. Đây Watson Ho đây, quán bar hay lắm anh em ơi. Đây này. Đây rồi, đây rồi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Mèo ăn thịt người anh em ơi. Đi đi đi. Chúng tôi đang đóng cửa rồi. Ôi. Mấy em này bố đời vậy, cầm cả cái chùy kìa. Sao người bóng nhẫy bóng nhẽo này. Được rồi, bây giờ tôi sẽ ấn cái gì để cho thời gian nó trôi qua nhỉ. Ui, trong đây ấy quá, trong đây hào nhoáng quá. Chào em, ui, xăm cái gì này em. Nhưng mà mặt hơi kinh anh em ạ. Nhìn quả mặt này mất hết cảm xúc. Tụt hết cảm xúc. Ê, tôi xem trong đây có cái dịch vụ gì nào. Ôi, sao trong cái trò này nó cứ có cái thời trang gì này. À, đây là túi đeo à. Tích chờ nó không được chi tiết lắm nhỉ. Game này chắc là sau vài lần cập nhật nữa thì nó mới mượt được. Ui em nào xinh này. Oh my god. Em này tôi thấy có ở trong trailer này. Ui hai em này. Wow. Damn all these beauty. Quá em này nhìn mặt hơi già tí rồi nhưng mà xinh ấy chứ. Chào em. Em nhà ở đâu thế? Sao em không, em này là Evelyn đây này. À, Tequila em ơi. Em này em muốn hẹn ở cái chỗ kín đáo để gặp gỡ tôi, gặp riêng tôi rồi. Được, được, được. Ôi, ngoáy. Phòng riêng à? Ok. Ui, ui, ui. Ui anh em ơi. Anh em nhìn có hai cái cục nó lồi ra này. Cái này mà tôi không dùng Uncensored Mode thì nó phải vãi trưởng ấy. Đây là tôi đã bật cái option Uncensored rồi, nó mới như này đấy. Ngồi này, không mất tập trung nữa. Bây giờ là mục tiêu của mình là cái thằng Yorinobu Arasaka này. Cái thằng này có vẻ là người thừa kế của cái lão Arasaka gì đấy. Người đứng đầu một cái tập đoàn công nghệ của Nhật thì phải. Nó bảo gì? Yorinobu chỉ là con rối thôi. Chả hiểu. Nói chung là tôi phải đi ăn trộm một con chip. Và con chip ấy bây giờ nó đang dính dáng với một thằng cậu ấm của chủ tịch tập đoàn gì đấy thì phải.
Ui, em này cũng xinh lắm anh em ạ. Hai em đều được, chọn em nào đây? Mỗi em một phong cách ạ. Một em thì kiểu phong cách trưởng thành quyến rũ, một em thì phong cách ngầu lòi bố đời. Xin chào Judy. Vẫn còn rất thô. Ngồi dáng gì đấy em ơi? Con gái con đứa ngồi khép khép cái chân vào. Em này em muốn làm gì mình đây? Hình như là em này em cho mình kiểu xem porn bằng VR thì phải anh em ạ. Em này xinh chứ anh em. Em này rất xinh nhá. Không hiểu sao xinh mà lại bán đĩa sách ạ. Tức là mình cái chế độ mà mình vừa hỏi, cái chế độ raw ấy, là mình có thể đi lanh quanh để nhìn ngó được. Và những cái đứa editor ở ngoài nó sẽ đưa các cái hình ảnh vào. Đây này anh em nhìn thấy VR mà, tôi bảo mà. Chết rồi. Tôi không muốn đâu, đây là quét nó bắt đấy nha anh em nhé. Trông em này ngon quá. Ăn mặc lại còn kiểu nửa kín nửa hở kìa. Cái kia không đóng cúc mà kiểu để. Để xem em ấy cho mình làm cái gì đây. 3, 2, 1. Mà nếu hiểu cái này nó có thể truyền hình ảnh trực tiếp vào đầu mình, còn phải đeo cái kính kia để làm gì nhỉ? Quá. What? Bạn gái em xinh gấp 100 tỷ lần. Kinh, anh em có phúc vậy. Từ từ, sắp chuẩn bị bắn nhau rồi anh em ơi. Nếu hiểu sao tự nhiên nó bảo là cho tôi vào, tôi tưởng là có gái gú gì tự nhiên vào đây đưa súng cho tôi bắn nhau ạ. Cướp ngân hàng. À, bọn nó vừa hack để mở cửa vào đây cướp cửa hàng. Cửa hàng không phải ngân hàng. Đưa tiền đấy. Tiền đâu? Đưa. Nhanh không tao bắn tung đầu bây giờ. Một tập tiền ạ. Xong. What the hell. Từ từ thôi, thở đi. Dí gần quá em ơi. Bỏ cái tay ra nào. Ui, số 13 kìa. Đáng ra em phải cảnh báo cho anh chứ. Rất là sốc đấy. Anh vẫn còn cảm giác nó vẫn nhớ. Chó chết. Những cái giây cuối cùng em phải cảnh báo là anh sẽ chết chứ. Tin em đi. Chết thật đau hơn nhiều. Anh sẽ ổn thôi. Mọi thứ đã được cài đặt. Bây giờ bắt đầu mới thật đấy anh em này. Vừa chỉ là test thôi. Test để cho mình kiểu vào đấy mình biết có cảm giác, cảm xúc thôi. Lại rồi. What? À, bây giờ là mình có thể vào mình đi được. Đây vừa mình là vào vai thằng này này. Hai thằng này. Mình có thể đi di chuyển camera một cách tự do. Xong làm sao nữa. Để mình thu các cái thông tin à. Go restock. Cái đéo gì. Bây giờ thằng này nó bảo là mọi người anh nằm xuống. Tao muốn nhìn thấy chúng mày hôn sàn. Mẹ tôi chơi từ hôm qua hôm nay mấy tiếng rồi, nó vẫn cứ là mấy cái tutorial thôi. Mấy cái nhiệm vụ đầu rồi toàn là kiểu hướng dẫn mình các cơ chế của game. Bây giờ là tiếp tục này. Một đấm. Nó vừa bảo mình cái gì đấy.
Đây phát đài thanh niên này. Một hit. Đây 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 thằng 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 gây thằng sát nhân đây. Ô thằng này là thằng đồng bọn mà. Đây. Đây chính là thằng đi cùng mà. Thằng bắn thằng kia là thằng đi cùng đấy. Thôi mất thời gian quá. Giờ lần nào mà có những cái quét mà điều tra như này thì vỡ mồm, bây giờ nó hướng dẫn tôi còn biết làm thế nào, chứ đến lúc mà tự tôi làm một mình thì có mà chịu. Thực ra đây là một cái công nghệ mà nó dùng để cho bọn khách đến đây nó trụy lạc ấy, nhưng mà em này em lại sử dụng cái công nghệ đấy để cho mình có thể dùng để điều tra được các cái như cái đoạn băng vừa rồi. Nhờ em này thuyết phục. Em này em không tin cái con bé T-Bag kia. Mà thực ra con T-Bag kia tôi cũng chả tin. Tại vì là ở trong game này không biết là làm việc với nhau bao lâu rồi, nhưng mà từ đầu game giờ tôi mới thấy nó làm việc với mình một cái nhiệm vụ đầu tiên. Rồi cái em này thì không tin con T-Bag này, nhưng mà mình nhờ em Evelyn này thuyết phục này. Chắc là để con kia làm việc, em kia làm việc chung với lại cái con T-Bag ấy. Bây giờ nó bảo mình phải mở port để nó truy cập vào. Chắc nó gửi cho mình cái gì đấy. Nó vừa gửi cho mình cái đoạn băng dữ liệu gì đấy. Mình vào vai một cô gái à? À đây là em Evelyn mà. Vừa gặp thằng kia sợ vãi cả tè ra. À đây em Evelyn gặp cái thằng Yoshi cái gì Bobu cái gì đấy, Orinobu. Em này cảm thấy sợ hãi này. Từ từ để tôi xem là có chuyện gì xảy ra. Từ từ. Ship. Thử xem hai thằng nó đang nói gì với nhau nhé. Đây em I said no. Đoạn vừa rồi nó bảo là I said no. I said no. Đang tranh cãi cái gì đó. Nó bảo là trông em Evelyn trông ngon thế mà thằng này nó bảo là giống như miếng thịt bị cắt hỏng ạ. Mấy đái từ từ tôi. Sao thằng này có thằng nó ngu như này nhỉ? Gái xinh như thế mà không. Thằng này là một dạng cyberware. Cấp độ quân đội. Đã được chỉnh sửa đến 96%. Mức độ nguy hiểm, siêu nguy hiểm. Vãi đái, thằng này chắc là một thằng sau là sẽ mình sẽ phải chiến đấu này anh em này. Một dạng chùm gì đấy. Thằng này nó bảo là nó 20 năm rồi không nhìn thẳng vào mặt bố, không gặp nhau. Thằng này nó bảo là cái relic đấy nó cần phải có một cái vật đựng có điều kiện đặc biệt. Vè vãn nhau này. Từ từ. Ui
Ôi gì đây? Trời ơi! Thằng chó nhá, cay thế. Đi đâu đây? Visualize. À. Invisualize layer, Visualize layer là cái Yoshibu Datapad. À đây 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 anh em ơi. Khi nó bật cái này lên này là mình phải đây này. Đèn này, âm nhạc này, mạng lãng mạn này. Đây là các cái tin nhắn mới. Gì đây? Đây rồi, đây rồi. Cái này nó phải được đóng băng. Thằng này có súng nhá. Đã được nạp đạn sẵn luôn. Ủa, cái này nó không có đoạn tiếp theo à? Cái tay. Xem độ phân giải hơi thấp. Chết. Ôi giời ơi. Thôi được rồi, tôi có lựa chọn này. Vẫn còn cái em gì nhỉ? Em cái em gì trẻ xinh xinh ấy. Đây này, vẫn còn cái đoạn này là cái đoạn này là tôi từ. Nó có cái thermal layer unlock switch between press left shift. Sao tôi ấn left shift có được đâu? Bị lỗi rồi à? À đây. Từ. Bây giờ mình có thể xoay tầm nhiệt rồi. Đây. À đây. Thằng này nó sẽ không giấu con chip ở đây. Bây giờ là mình phải scan cái tầm nhiệt để tìm ra cái nơi có thể giấu được cái nơi có thể giấu được cái ấy đấy. Đây. Giấu được con chip đấy. Cần à? Bình này là bình để chúng nó hút à. Cái này nhiệt độ là âm 4 độ C này. Nhưng mà nhiệt độ hình như là thấp. Hơi thấp so với quy định. Ở đoạn này nó sẽ có một cái đây khu có nhiệt độ lạnh đây. Cái này là có 4 độ C thôi. Đây. Đây chính là nơi giấu cái con chip này. Thoát thôi mẹ. Trời trời mệt vãi. Có tất cả. Đây em này xinh quá. Em kia thôi nhá. Lại cái dáng ngồi này. Dáng ngồi
Cái này nó không cho mình đi bộ à? Có làm cái nào để mình đi bộ được không? Anh nghĩ gì? Not afraid. Cô không sợ là bọn chúng sẽ liên hệ cô với lại cái vụ trộm này à? Bọn chúng sẽ có một cái danh sách rất là dài với rất nhiều cái tên nên là không sợ lắm. Anh nghĩ là bọn họ sẽ kiểm tra những ai trước. Cái liên hệ của em với lại Yorinobu là như thế nào? Nhìn có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Đơn giản thôi anh. Đàn ông thì giống như cái gối thôi mà. Em quen hắn ta chỉ vì tiền thôi. Em chắc là thằng Yorinobu sẽ không nghi ngờ gì chứ. Hắn không biết gì đâu, tin em đi. Hắn quá bận với lại cái network và cái gì đấy, không đọc kịp. Anh này bảo là dù nó có nghi ngờ thì nó cũng không có thời gian để phản ứng. Thế bây giờ thế nào? Vì, vâng, anh đây. Hãy làm việc này cho em. Một mình thôi. Em sẽ chia sẻ phần tiền này với anh và không ai khác cả, không phải là thằng đấy. Bây giờ mới là sự lựa chọn cái game này đây này anh em này. Mình có thể là không làm việc với thằng đấy kia và hớt tay trên của nó và chia tiền với em này. Hai là mình sẽ chọn là mình bảo là không đời nào anh tin tưởng lão đấy. Thôi gái đi, tôi thì lúc nào cũng gái là nhất. Mặc dù là chắc chắn là sẽ phải nhận quả đắng khi mà nghe gái. Nhưng mà trong cái trường hợp này anh em nhìn một em gái xinh như này, mặc dù có câu là gái càng xinh thì càng dễ lừa người ấy, nhưng mà thôi thì chúng ta cứ tin thôi. Đấy sẽ không tha thứ cho chuyện này đâu. Đấy không phải là kẻ môi giới duy nhất ở cái thành phố này đâu. Nếu mà anh cần em, hãy gọi em. Em sẽ gửi số cho anh. Ok em. Mặc dù không phải tấm chiếu mới nhưng mà không sao em ạ. Rồi tôi đã lên level 4 và có thêm đống điểm. Bây giờ tôi gọi cho Dex. Game này nói chuyện thế nào Vi? Giờ mình vẫn trở vờ, giả vờ là mình sẽ đi lấy cái con chip. Gì đây? Gì này? Joy toy này chắc là kiểu như là mấy em gái ấy đấy. Gái ngành nhé. Móc, dưa móc này. Cái hiểu dưa móc là gì? Thằng này có bờ vai rộng thế. Tôi like bao lâu rồi nhỉ? Anh em đợi tôi chút. Like 2 tiếng rồi. Hôm nay tạm thời chơi đến đây đã anh em ạ. Tí tôi sẽ nghiên cứu đọc qua một chút về skill thôi. Tôi đi ngủ, sáng mai tôi cũng lại phải dậy mà. Có gì tôi sẽ sắp xếp để livestream cả cái Rimworld nữa. Hy vọng là sẽ tiếp tục gửi đến anh em được cái tựa game mà anh em yêu thích. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Hẹn gặp lại anh em. Bye bye.